Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 129 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phong hỏa đại kiếp đã bị đánh tan một cách triệt để. Pháp lực của Phương Hàn lại ở vào trạng thái mạnh mẽ nhất, đã tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp. Pháp lực tăng lên gấp đôi, tùy ý sử dụng, từng vầng sáng từ người Hán tỏa ra, làm cho khí lưu xung quanh không ngừng xoay chuyển, tựa hồ bị Phương Hàn điều khiển, khống chế. Giờ khắc này Phương Hàn trông giống như một vị bá chủ, một đấng sáng tạo. Không tốt, hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp rồi. Giờ khắc này ma xuất cũng đã rõ ràng là Phương Hàn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, toàn thân thuế biến, pháp lực tăng vọt, không còn phải áp chế nữa. So với khi trước lúc dùng bốn trưởng đánh bại huyết vũ dương thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại thực lực hắn không kém gì một cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh cả. Trải qua sự chui rèn của phong hỏa đại kiếp, toàn thân pháp lực, thân thể đều tăng vọt chiếm được lợi ích lớn không cách nào tả hết được phong hỏa đại kiếp của phương hàn vốn rất khó có thể vượt qua được trên cơ bản là chín phần phải chết có điều nhờ vào lực lượng của bốn viên nết bàn đan mà đậu qua được nguyên khí cũng được bổ sung đến mức sung mãn kim đan lang thoáng có dấu hiệu muốn ngưng tụ thành nguyên thần tấm thân một nửa bất tử chi thân có thể thiên biến vạn hóa không gì có thể áp chế được hắn giờ đây hắn không khác gì vĩnh cổ ma thần hàng lâm không sai ta đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp rốt cuộc không cần phải áp chế lực lượng của mình nữa ma xuất ta không cần bất cứ pháp bảo gì cũng có thể đánh bại được ngươi và mặt pháp nhãn của ngươi. Thượng phẩm đạo khí quả thật là kỳ vật trong trời đất này, nhưng mà ngươi còn chưa thể nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì thanh âm trở nên âm trầm, lời vừa nói bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng nói của hắn. Thân thể hắn chớp động, tỏa ra ánh sáng chói người. Người đứng bên ngoài nhìn vào bộ dáng của hắn đều cảm thấy toàn thân huyết ngục của hắn tỏa ra một luồng huyết khí cường đại. Mạt pháp nhãn, hộ thân cho ta. Ma rất không chút nghĩ ngợi, con mắt ở giữa mi tâm lại bắn ra ngàn vạn đạo quang tuyến, nhưng không tán phát ra ngoài mà lại hình thành một cái kén như của con tằm, che kín thân thể của hắn lại. Ánh sáng mệt mờ, tĩnh mịch bao trùm lấy toàn thân ma xuất, làm thành một cái kén màu xám. Vô ích. Khi ma xuất vừa tạo thành một cái kén bằng quang tuyến thì trăm ngàn trưởng ảnh đã đánh lên người hắn, giống như xảy ra động đất, núi lửa phun trào, cả dãy núi rung động dữ dội, cái kén của ma xuất bị trọn vẹn 10 ngàn trưởng đánh lên, rung động dữ dội, cái kén bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ kén ánh sáng do mặt pháp nhãn tạo thành sắp không chống đỡ nổi công kích của phương hàn lúc trước khi phương hàn chưa vượt qua được phong hỏa đại kiếp thương hải thần châu của yên thủy nhất đã không thể ngăn cản được lực lượng thân thể của hắn phải dùng tới bổn mạng thiên tai nguyên thần mới có thể đón đỡ được hơn nữa khi đó phương hàn còn chưa luyện thành một nửa bất tử tri thân hiện tại hắn đã luyện thành một nửa bất tử tri thân lại vượt qua được phong hỏa đại kiếp lực lượng mạnh hơn bao nhiêu lần hơn nữa một thân tu vi của ma xuất sao có thể sánh được với yên thủy nhất sắc thân, pháp thân, ứng thân, báo thân, quả thân, ngũ thân ngũ uẩn, tiên thiên đại ma khí công. Mắt thấy kén sắp bị vỡ tan, ma xuất ở trong không ngừng huy vũ 10 ngón tay, bắn ra một lượng lớn huyết quang, là bổn mạng huyết quang. Toàn bộ huyết quang ngưng tụ thành một điểm, truyền vào mặt pháp nhãn ở mi tâm của hắn. Mặt pháp nhãn có được lực lượng của bổn mạng máu huyết, thoáng cái uy lực đã tăng vọt lên, con mắt ở mi tâm của ma xuất bay ra, biển lớn như một ngọn núi đứng giữa không trung không ngừng xoay tròn lại có rất nhiều xúc tu, mỗi một cái xúc tu lại bắn ra một đạo quang tuyến. Đây là nguyên hình của mặt pháp nhãn, ánh mắt có rất nhiều xúc tu, trông giống như bộ rễ của thế giới chi thụ vậy, nối liền với vô tận hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí. Có điều mặt pháp nhãn không thể hấp thu được nguyên khí thiên giới, cũng chỉ có thể hấp thu được một ít nguyên khí bình thường, nhưng như vậy cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Ma xuất ở trong kén ánh sáng của mình, hao phí máu huyết, thọ mệnh của bản thân thi triển tiên ma đại ma khí công thôi động mà pháp nhãn dùng cứng đối cứng, liều chết với Phương Hàn. Ngàn vạn xúc tu của mặt pháp nhãn huy vũ giữa trời, mỗi một cái đều dài tới trăm ngàn trượng, tất cả đồng thời vung lên, tấn công Phương Hàn. Mặt pháp nhãn, ngươi tuy lợi hại nhưng mà chủ nhân của ngươi căn bản không thể phát huy được hết y lực của ngươi, không có cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí cho ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cảm giác thế nào là có tài mà không có đất dụng võ. Phương Hàn thấy những xúc tu đâm tới thì tuyệt không bối rối, liên tục cười lạnh, hai tay nắm lại, bàn tay biến lớn ra, che khuất cả bầu trời thân thể vặn vẹo phát ra một tiếng long ngâm như một đầu cự long. Phương Hàn biểu hiện khí thế vô cùng to lớn, vầng sáng ở sau đầu nhẹ nhàng ngăn trở những xúc tu đâm đến, tay co lại thành trả liên tục chộp dạ, không ngừng chụp lên các xúc tu đó. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt pháp nhãn phát ra những tiếng giết thống khổ giống như dã thú bị thương đang kêu gào vậy. Đối mặt với hung uy của Phương Hàn, khí linh của mặt pháp nhãn căn bản không dám xuất đầu lộ diện, chỉ ẩn núp sâu trong bản thể đương nhiên là với thực lực hiện nay của phương hàn cũng không thể nào luyện hóa được mặt pháp nhãn thượng phẩm đạo khí khác rất nhiều so với trung phẩm đạo khí cho dù là trung phẩm đạo khí nhật nguyệt tinh luân phương hàn còn chưa thể luyện hóa được nữa là ma xuất ngươi không cần phí sức nữa ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta phương hàn thoáng cái đã đánh trúng mặt pháp nhãn trong một sát na lại liên tục oanh kích ra quyền này nối tiếp quyền kia đánh cho thượng phẩm đạo khí này văng lên cao sau đó năm ngón tay co lại thành chảo thế như chim ưng bắt thỏ lao xuống cực nhanh ngón tay sinh ra đao phong, kiếm khí bé nhọn, năm ngón tay như năm đầu của long, chụp xuống ma xuất. Sắc mặt của ma xuất đại biến, hắn liên tục biến ảo thân pháp nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phương Hàn, thế là lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần bay ra, gặp máu tươi của hắn thì bốc cháy mãnh liệt. Hỏa diễm hừng hực bốc lên thiêu đốt bàn tay đang mạnh mẽ chụp xuống của Phương Hàn. Nhiên huyết ma công. Tiên thiên bạch cốt nguyên thần bốc cháy lên, tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Đây là một loại thủ đoạn liều mạng, sử dụng máu huyết của bản thân thiêu đốt bổn mạng thiên địa pháp tướng phát ra thực lực vượt hơn khả năng của bản thân, có điều một lần thi triển sẽ giảm đi ba giáp thọ mệnh. Mặc dù Phương Hàn hung uy ngập trời, bàn tay khổng lồ che lấp cả thái dương nhưng mà ma xuất tiêu hao ba giáp thọ mạnh, 180 năm sống, thiêu đốt thiên địa pháp tướng của hắn để thi triển nhân huyết ma công, thoáng cái đã ngăn chặn được ma trảo của Phương Hàn. Tiếp đó ma xuất lại phóng thẳng lên trời, một lần nữa kết hợp với màn pháp nhãn. Hắn chuyển thân một cái, cả người biến mất trong hư không một khắc sau lại xuất hiện ở bên dưới lôi đài. Phương Hàn, lần này ngươi tài năng cao hơn ta một bậc, khiến cho ta phải hao tổn 180 năm thọ mệnh, thiêu đốt bổn mạng huyết tinh. Lần này ta cam bái hạ phong, nhưng lại cũng không hoàn toàn thua trong tay ngươi. Ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh, con đường tu luyện rộng mở. Tam đại vô thượng thần thông này coi như là của ngươi. Ma Sớt nói xong thì liền xoay người muốn bỏ đi. Tổn thất ba giáp thọ mệnh cũng không muốn bị mất mặt mũi, bại trong tay Phương Hàn. Có điều lần này bỏ chạy cũng coi như hắn đã thừa nhận là thua cuộc. Chạy thật là nhanh, có điều lần này coi như ta tha cho ngươi một lần, cũng chưa có thi triển sát chiêu, chứ ngươi tưởng rằng ta không giết được ngươi sao. Ngươi xem đây là cái gì? Phương Hàn đứng trên lôi đài, bàn tay dơ cao, trong tay là một mảnh vải áo nhỏ. Ma sớt biến sắc nhìn lại lồng ngực mình, kiện tuyệt phẩm bảo khí pháp y đã bị xé rách, mà tại vị trí trái tim của hắn có dấu năm ngón tay, rát bút, đau đớn. Hiển nhiên là đã bị một trào của Phương Hàn chụp chúng. Đây là Phương Hàn hạ thủ lưu tình, bằng không thì trái tim của hắn đã bị moi ra rồi. Hắn cũng không có năng lực một nửa bất tử chi thân như Phương Hàn. Một khi trái tim bị móc ra thì thân thể lập tức tử vong, cần phải chuyển thế đầu thai. Tu vi một đời này liền biến thành mây khói. Lợi hại. Ma xuất thở ra một hơi dài, bỗng nhiên quay đầu nhìn Linh Lung Tiên tôn nói: Tiên tôn, thứ cho ta phải cáo tử đi trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay ra bên ngoài Tu Di Kim Sơn rồi. Còn ai nữa? Ma xuất vừa đi. Phương Hàn đứng hiên ngang ở trên lôi đài, ánh mắt quét hết bốn phương, nói ba chữ. Lúc này hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, thực lực tăng vọt, có thể đánh bại cả ma xuất có thượng phẩm đạo khí, hung uy ngập trời. Đừng nói là cao thủ thần thông bi cảnh, cho dù là cao thủ trường sinh bi cảnh, đầu sỏ muôn đời đi lên cũng sợ khó có thể thắng được hắn. Còn ai dám lên khiêu chiến hắn nữa? Thật lâu sau vẫn không có người nào lên tiếng. Tiên tôn, lần tỷ thí này Phương Hàn tài nghệ chấn áp quần hùng, thọ lễ lại rất cao quý vượt hơn rất nhiều người. Theo lý thì hắn đáng được tiếp nhận truyền thừa của Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Thu Tế Vũ mở miệng nói, đúng vậy, Phương Hàn, ngươi đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, giải trừ hết thảy toàn bộ nghiệt duyên. Lúc này ngươi đã có thể coi là đệ nhất nhân ở thần thông bí cảnh, ngay cả Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô đều không thể sánh bằng ngươi. Ta ban cho ngươi tam đại thần thông này, hy vọng ngươi có thể tận dụng chúng, sớm bước vào trường sinh bí cảnh. Sau khi ngươi dung hợp ba thần thông này xong, ta có vài lời muốn nói với ngươi linh lung tiên tôn ở cao cao tại thượng cất lời nói sau đó ba đạo phù lục ẩn chứa ba đại thần thông tổ mã cổ thần khí đại tu di sơn vương quyền đại phổ độ thiền quang hạ xuống bắn thẳng vào trong đầu của phương hàn ba đạo phù lục phức tạp hoa văn huyền ảo lực lượng cường hoành ẩn chứa sự huyền diệu của tam đại vô thượng thần thông tổ mã cổ thần khí mênh mông rộng lớn đại phổ độ thiền quang yên tĩnh nhẹ nhàng đại tu di sơn vương quyền hùng hồ mạnh mẽ nhộn nhạo hòa lẫn vào trong kim đan của phương hàn phương hàn liền vận dụng lực lượng của bản thân toàn lực tiếp dẫn phát động đại thôn phệ thuật thôn phệ tâm đại vô thượng thần thông, rồi luyện hóa chúng ngay lập tức. Sau đó kim đan của hắn xuất hiện thêm ba đạo hoa văn, trong đó có một tôn thần linh dáng người cường tráng, toàn thân mặc giáp, đầu có một cái sừng dài, chính là tổ mã đại thần. Thứ hai là một tượng Phật và cuối cùng là hư ảnh của Tu Di Kim Sơn. Tam đại vô thượng thần thông với lực lượng mênh mông rộng lớn, mỗi một thần thông đều có lực lượng tương đương với thần thông ngũ đế đại ma, cường hãn hơn giả thiên ma công của quỷ đế rất nhiều. Phương Hàn rốt cuộc cũng chiếm được truyền thừa của tam đại vô thượng thần thông. Hiện giờ kim đan của hắn chứa đựng 93 loại thần thông. Tổ mã cổ thần khí, đại thu di sơn vương quyền, đại phổ độ thiền quang thoáng cái đã dung nhập vào trong người phương hàn, dung nhập vào trong kim đan của hắn. Hắn cũng cảm giác được uy lực của tam đại thần thông này, nhất là đại phổ độ thiền quang không ngừng tỏa ra những vòng thiền âm, phản sướng ở trong kim đan, làm cho phương hàn cảm thấy tinh thần trở nên mẫn tiệp, linh thông, tựa hồ thoáng cái có thể nhìn thấu được hết tất cả mọi loại nguy cơ, điểm báo vốn phương hàng cũng chỉ mới tu luyện đại phổ độ thiền quang trong thời gian ngắn còn chưa ngưng tụ được cương khí cũng chưa tính là một môn thần thông mà chỉ mới là nhập môn thôi bây giờ thì khác đạt tới cảnh giới mà người ta phải khổ tu mấy trăm năm mới có uy lực cao gấp trăm ngàn lần có môn thần thông này ta có thể tế luyện bắt bộ phủ đồ gia tăng uy lực của trí bảo long tộc này hàng phục nhật nguyệt tinh luân một khi hàng phục được nhật nguyệt tinh luân thì ta sẽ có đủ lực lượng mà đường hoàng đối chiến với cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh Phương Hàn vừa thu được đại phổ độ thiền quang thì liền quán chú một đạo nguyên khí vào trong hoàng tuyền đồ. Đạo nguyên khí chính là đại phổ độ thiền quang, tỏa ra ánh sáng chói lọi, huy hoàng, làm cho cả hoàng tuyền đồ chìm ngập trong thiền quang. Một vòng lại một vòng, giống như có vô số la hán đồng thời cầu nguyện, cúng bái, khiến cho người ta có ý niệm muốn quy y. Lực lượng của thần thông này còn mạnh mẽ, lợi hại hơn nhiên đăng cổ Phật tán của tinh diệt tà rất nhiều. Đây là thần thông mà linh lung tiên tôn hao tổ lực lượng, nguyên khí, thời gian để luyện thành dường như linh lung tiên tôn biết được hết thảy mọi loại thần thông, không biết là nàng chiếm được kỳ ngộ gì nhỉ. Phương Hàn cảm giác được sự lợi hại của đại phổ độ thiên quang của mình thì thầm nghĩ trong lòng. Đại phổ độ thiên quang chiếu lên bát bộ phủ đồ, chiếu thẳng lên trên linh phù ngũ hành địa, lập tức sau chữ chân ngôn ở trên linh phù trở nên sáng chói, không ngừng biến lớn ra, mấy chữ thoáng cái đã biến lớn, chiếm không gian rộng hơn 10 mẫu, mỗi một chữ đều tản mát ra một khí thế áp bức kinh người. Không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn ra một luồng Phật quang màu vàng kim từ trong hư không đi ra, chiếu thẳng lên Bát Bộ phủ Đồ. Vốn Bát Bộ phủ Đồ và Huyết gia Vương kết hợp làm thành một, hình thành một tượng Phật có màu máu, nhưng hiện tại bị kim sắc Phật quang chiếu lên làm cho tượng Phật dần đổi màu thành màu vàng kim, lại lần một chút đỏ hồng, giống như là xích kim vậy. 360 vạn thiên ma, rất nhiều thiên ma vương cảm nhận được luồng Phật quang kim sắc này thì cả người ngồi ngây ngắn lại, trên mặt lộ ra thần sắc thành kính. Tất cả ngồi xuống, kim quang ở dưới chân dần diễn hóa ra thành những đóa hoa sen, cả người thay đổi, biến thành các la hán. Bát bộ phù đồ đã thay đổi một cách triệt để. Thậm chí khí linh ở trên đỉnh của phù đồ, huyết dạ vương cũng biến đổi, toàn thân huyết quang chuyển thành màu xích kim chói lọi, chấn áp kiện hạ phẩm đạo khí bích huyết nhu thủy kiếm ở bên dưới. Khí linh mang bộ dáng nữ tử, y phục thất tha này thét lên một tiếng dài, đột nhiên nổ mạnh, hóa thành nguyên khí tinh khiết tiến vào trong thân thể của huyết dạ vương. Mà bản thể của bích huyết nhu thủy kiếm cũng dần dần tan rã, dung nhập vào trong bản thể của ma đa huyết thương khùng. Trong sát na đó, huyết giả vương đã luyện hóa, cướp đoạt được bích huyết nhu thủy kiếm của yên thủy nhất. Âm dương hợp nhất, lực lượng không ngừng đề cao. Lực lượng khi huyết giả vương lột xác tạo nên một làn sóng ba động, khiến cho cả hoàng tuyền đồ rung động theo. Phật quang do huyết giả vương tỏa ra phát tán ra xung quanh, lực lượng của nó không ngừng đầy cao. Diêm thấy tình cảnh này thì ra vẻ hâm mộ nói, tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí rồi. Đúng vậy, giờ khắc này huyết giả vương đã tấn chức trở thành trung phẩm đạo khí, có điều bản thể của nó đã hợp nhất làm một với bát bộ phù đồ hắn đã chính thức trở thành khí linh của bát bộ phù đồ linh phủ ngũ hành địa dưới sự tế luyện của đại phổ độ thiền quang không ngừng hấp thu phật quang từ trong hư không rồi truyền vào trong bát bộ phù đồ bát bộ phù đồ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không gian bên trong mở rộng ra bản thể ngọn núi huyết long tinh càng thêm ngừng luyện chặt chẽ rắn chắc từ trên thân bát bộ phù đồ không ngừng phát ra từng luồng phật quang dần dần tán phát vào hư không rồi biến mất không thấy đâu Tám kiện tuyệt phẩm bảo khí ở trong bát bộ phủ đồ, đa lộ, niệm châu, minh vương phủ, Luyện thiên kích, long vương xích, mộ cổ, thần trung, thủy tinh cầu đều run rẩy tiếp nhận lực lượng gia trì của linh phủ ngũ hành điện. Pháp lực do các bảo khí này tỏa ra dần dần ngưng tụ thành những hư ảnh mong manh, tựa hồ muốn ngưng tụ ra khí linh. Phương Hàn dùng thân niệm quét qua thì liền cảm giác được uy lực của tám kiện bảo khí ở trong bát bộ phủ đồ tăng lên rất nhiều, hơn nữa lại không ngừng cô động, mừng luyện hơn. Chỉ cần hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, vận dụng pháp lực của bản thân thì có thể ngưng luyện 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí này, giúp chúng lột xác biến thành đạo khí. Đến lúc đó uy lực của Bát Bộ Phù Đồ có thể sánh ngang với Hoàng Tuyền Đồ. Dù sao thì linh phù ngũ hành địa cũng rất thần diệu, không biết rốt cuộc là vật gì. Hơn nữa 360 vạn thiên ma ở trong, rất nhiều thiên ma vương đang không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, tạo thành đại lượng nguyên khí rèn luyện Bát Bộ Phù Đồ. Đã như vậy thì ta sẽ gia tăng thêm cho Bát Bộ Phù Đồ này một kiện pháp bảo nữa. Phổ độ tư hàng, nếu đã là đại phổ độ thiên quang thì sao có thể không có một con thuyền để có thể vượt qua biển khổ huyết giả vương tiếp lấy phương hàn đọc qua thiên long bí kíp cũng biết được một số đạo lý cơ bản trong luyện khí linh cơ vừa động thì thần nghiệm liền bắt đầu phát động pháp lực cường đại ở trong hoàng thuyền đồ xuất hiện thêm một con thuyền đây chính là đại phạm quang minh thuyền pháp bảo phật gia phương hàn dùng ba ức đan dược mới có thể đấu giá được vật này toàn bộ lực lượng thần dương cường đại bên trong đều đã bị diêm hấp thu hết rồi hiện giờ chỉ còn là một mô hình mà thôi có điều tài liệu, trận pháp ở trên đó đều còn nguyên vẹn. Hiện tại Phương Hàn muốn sửa đổi nó. Thân của đại phạm quang minh thuyền bay lên, rơi vào trong tay huyết giả vương. Huyết dạ vương bắt lấy, lấy Phật quang của linh phù ngũ hành địa truyền lên trí bảo Phật môn này. Chiếc thuyền này vừa được Phật quang chiếu lên thì dần dần biến đổi. Huyết dạ vương, hiện tại ngươi đã là trung phẩm đạo khí, tiếp nhận đại phổ độ thiền quang, lực lượng gia trì của linh phù ngũ hành địa, trên người không còn chút huyết quang nào, toàn bộ lệ khí đều đã được giải trừ rồi từ nay về sau ngươi cũng không còn là huyết giả vương nữa, ta sẽ đổi cho ngươi một cái tên mới. Hãy giữ lấy chiến thuyền này, dùng nó để phổ độ chúng sinh, ma đầu, đồng thời ngươi cũng tu luyện đại phổ độ thiền quang đi. Để cho huyết giả vương giữ lấy đại phạm quang minh thuyền, Phương Hàn liền vận dụng pháp lực bao trùm cả bát bộ phủ đồ, Phật quang bắn mạnh ra, mạnh mẽ chấn áp nhật nguyệt tinh luân. Nhật nguyệt tinh luân là trung phẩm đạo khí, tỏa ra quang hoa trói lọi, hoàn toàn chấn áp được hai kiện đạo khí. Từng đạo Phật quang dần dần thấm vào trong bản thể của chúng, hai khí linh một nam, một nữ dần lộ ra bộ dáng kinh hoàng. Hiện tại bát bộ phủ đồ là một bảo tháp màu xích kim, trên đỉnh bảo tháp là huyết dạ vương với một thân màu xích kim, cầm đại phạm quang minh thuyền trong tay, bộ dáng như muốn độ hóa chúng sinh, giúp chúng sinh vượt qua biển khổ. Mà tám tầng của bảo tháp mỗi một tầng là một không gian, bên trong có một kiện pháp bảo chấn trụ. Trung quanh mỗi một kiện pháp bảo đều có đông đảo thiên ma tề tụ, không ngừng cầu nguyện, tu luyện, tạo thành nguyện lực rèn luyện bản thể của tám kiện pháp bảo ở mặt sau của tòa tháp có khắc thật sâu sáu chữ chân ngôn không ngừng lập lòe tỏa sáng trên bề mặt có những luồng phật quang không ngừng lưu chuyển hiện tại y lực của bảo tháp tăng lên rất nhiều vốn phương hàn cho rằng dù có tu luyện tới trường sinh bí cảnh luyện chế bắt bộ phù đồ cũng khó có khả năng có được y lực lớn như vậy nhưng đó là nếu không tính đến linh phù ngũ hành địa có linh phù ngũ hành điện này sắp nhập vào trong phù đồ không ngừng gia trì cho nó khiến cho việc tế luyện pháp bảo thuận lợi hơn nhiều linh phù ngũ hành điện này thật là thần diệu không biết nó lấy Phật quang từ đâu tới, thật giống như chân thần trùng tử của thần tộc, hút lấy lực lượng từ hư thần giới. Có lẽ Phật môn cũng có Phật giới, những luồng Phật quang này hẳn là lấy từ Phật giới tới đây. Phương Hàn cảm giác được khi dùng Đại phổ độ thiên quang tế luyện linh phù ngũ hành địa thì đã kích phát một số đại trận thần bí ở trong đó. Khi những đại trận này khởi động thì liền hấp thu Phật quang từ một không gian thần bí ở đâu đó trong ngoại vực tinh không. Lúc này Phương Hàn đã có kiến thức sâu dày, cũng hiểu rằng linh phù này rất có khả năng giống với chân thần trùng tử hấp thu phật quang từ phật giới thần bí phương hàn phân tích phật quang do linh phù phát ra phát hiện bên trong ngoài nguyện lực mạnh mẽ còn có một luồng lực lượng không rõ ràng khác nhưng luồng lực lượng này lại có tác dụng rất lớn đối với sự biến đổi của bát bộ phủ đồ sau khi huyết dạ vương luyện hóa được bích huyết nhu thủy kiếm lại được sự gia trì của linh phù thì tấn thăng thành trung phẩm đạo khí uy lực của bát bộ phủ đồ cũng tăng lên rất nhiều lại thêm phương hàn đã vượt qua phong hỏa đại kiếp pháp lực sâu dày mạnh mẽ khôn cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân bị chấn áp ở dưới đáy càng lúc càng yếu đi, quang hoa tỏa ra cũng dần ảm đạm, tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Giúp này ta đã thành công vượt qua được không hỏa đại kiếp, chỉ cần tiếp tục duy trì như hiện giờ thì sau này sẽ có nhiều hy vọng đột phá trường sinh bí cảnh. Ta đã may mắn vượt qua được đại kiếp nạn của thần thông bí cảnh, hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân các ngươi cũng nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, hay là muốn thân tử đạo tiêu. Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi còn không chịu đầu hàng thì ta sẽ đánh nát các ngươi, dung nhập các ngươi vào trong bát bộ phủ đồ dùng phương pháp vạn khí hợp nhất ở trong thiên long bí kíp thanh âm của phương hàn vang lên giọng điệu tràn ngập uy hiếp khí linh của nhật nguyệt tinh luân là xích viêm dương và lãnh nguyệt hoa cả hai đều có trí tuệ cao thâm thấu hiểu đạo lý tu luyện kinh nghiệm còn phong phú hơn tu sĩ bình thường rất nhiều trong thấy phương hàn đã có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì vô cùng kinh hãi tu luyện 90 loại bổn mạng thần thông mà vẫn có thể độ kiếp thành công làm sao bây giờ Hàn có 90 loại thần thông mà vẫn có thể độ kiếp thành công chúng ta không cẩn thận thì có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể nào. Chúng ta vất vả tu luyện ra linh trí, không thể bị hủy hoại như thế này được. Hàng phục thôi. Hai đại khí linh cảm giác được áp lực to lớn, sau một hồi trao đổi thì quyết định hàng phục. Pháp lực minh mông, xen lẫn với nguyện lực của 360 vạn thiên ma bao trùm xuống, mạnh mẽ đánh sâu vào trong nhật nguyệt tinh luân, hút cả hai đại khí linh này vào trong bát bộ phủ đồ. Nhất nhật, nhất nguyệt, hai kiện pháp bảo luân phiên phát ra những tiếng ong ong, không ngừng quay quanh huyết giả vương lực của bát bộ phủ đồ lại đề cao. Huyết Dạ Vương, ngươi cầm đại phạm quang minh thuyền, lại có thêm hai kiện bảo bối luân chuyển quanh người, chuyên phủ độ chúng sinh. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một cái tên mới, gọi là Luân chuyển Thánh Vương. Thần niệm của Phương Hàn phát ra tiếng cười ha hả, vang vọng khắp hoàng tuyển đồ. Pháp bảo bát bộ phủ đồ là một kiện pháp bảo đặc biệt, vốn dù có tăng cường thế nào thì vẫn là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, nhưng mà xác nhập với bản thể của khí linh huyết dạ vương, nhật nguyệt tinh luôn lại thêm sự gia trì của linh phù ngũ hành địa thì uy lực đã siêu việt hơn trung phẩm đạo khí bình thường. Hiện tại huyết giả vương tay cầm đại phạm quang minh thuyền, nhật nguyệt tinh luân không ngừng luân chuyển, bay múa quanh người hắn, được phương hàn đặt cho tên mới là luân chuyển thánh vương. Uy lực của pháp bảo này lại càng thêm mạnh mẽ. Từ nay về sau, khí linh của bát bộ phù đồ được gọi là luân chuyển thánh vương. Chỗ thiếu hụt duy nhất của bát bộ phù đồ là bản thể của nó, huyết long tinh vẫn chưa đủ chắc chắn. Nếu như đấu pháp với người khác thì rất dễ bị lực lượng cường đại đánh cho vỡ nát. Hiện tại Phương Hàn muốn triệt để luyện hóa bản thể của nó thành một kiện đạo khí. Hiện giờ nó cũng chỉ mới hoàn thành được bộ dáng ban đầu mà thôi. Có điều chuyện này cũng phải chờ tới sau khi hắn đạt tới trường sinh bí cảnh mới có thể tự mình luyện chế. Hắn không yên tâm để cho người khác luyện chế. Đây chính là pháp bảo mà hắn chuẩn bị biến thành bổn mạng pháp bảo của mình. Có điều hiện tại có linh phù ngũ hành điện, lại thêm 360 vạn thiên ma không ngừng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực rèn luyện bản thể của pháp bảo này nên nó đang không ngừng cứng rắn lên mặc dù còn kém đạo khí rất xa nhưng không phải là lực lượng bình thường có thể phá hủy được. Sau này, khi Phương Hàn có thời gian tu luyện thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của hắn là không ngừng gia cố bảo tháp này. Hiện tại thiên ma trong bắp Bộ Phủ Đồ đã có rất nhiều con lột xác, có tới 1.200 đầu thiên ma vương rồi. Bọn chúng không có pháp bảo, phi kiếm vừa tay, nếu như có pháp bảo bảo vệ thì lực lượng của bọn chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại ta vận dụng trận pháp trong thiên long bí kíp thao luyện, dạy cho chúng phương pháp đối địch, cùng một lúc bán ra vô số pháp bảo thì ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng gặp phải khó khăn. Huyết Dạ Vương hiện tại đã là luân chuyển Thánh Vương, một ý niệm vừa xuất hiện trong đầu hắn thì Phương Hàn cũng liền biết được. Huyết Dạ Vương vốn cũng chỉ là một phân thân của Phương Hàn, ý niệm của cả hai kết nối với nhau, người kia nghĩ gì thì người này liền biết được. Phương Hàn liền minh bạch, 7 7000 kiện hạ phẩm bảo khí, 2 2000 kiện trung phẩm bảo khí, 8900 kiện thượng phẩm bảo khí và hơn 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí mà hắn cất giữ trong hoàng tuyền đồ được đưa vào trong bát bộ phủ đồ. Sau đó, những tuyệt phẩm bảo khí cường đại bay đến cho một ít thiên ma vương cường đại, thương phẩm bảo khí cũng dành cho các thiên ma vương, về phần trung phẩm, hạ phẩm bảo khí thì dành cho các thiên ma có nhiều cơ hội lột xác hóa thành thiên ma vương. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian bên trong bát bộ phủ đồ tràn ngập quang mang của pháp bảo. 360 vạn thiên ma, 1200 đầu thiên ma vương, những người nổi bật ở trong đó đều có được bảo bối. Huyết Già Vương nay đã là luân chuyển thánh vương đột nhiên quát, xích viêm dương lãnh nguyệt hoa, các ngươi đã quy phục ta rồi, bây giờ hãy toàn lực trợ giúp ta huấn luyện các thiên ma này, dạy bọn chúng cách vận dụng pháp bảo để sau này đối địch. xích viêm dương lãnh nguyệt hoa là hai đại khí linh của nhật nguyệt tinh luân, hiện tại đã bị đại phổ độ Thiên quang độ hóa, tuy dựa vào phương hàn nhưng chuyên phụ trợ cho luân chuyển thánh vương. hai đại khí linh này cũng hiểu biết không ít đại trận, giống như diêm, thậm chí có thể chỉ dạy cho các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường lại thêm bọn chúng vốn là pháp bảo của hận thiên thần hoàng có năng lực câu thông với thiên ma thế là tam đại khí linh ở trong bát bộ phủ đồ sau một hồi thương lượng thì không ngừng ra lệnh lập tức tất cả 360 vạn thiên ma trong tám không gian của bát bộ phủ đồ chậm rãi di chuyển rất nhiều bảo quang pháp bảo kết lại chiếu rọi khắp không gian luân chuyển thánh vương nhật nguyệt tinh luân ba đại trung phẩm đạo khí liên thủ chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma 50 kiện tuyệt phẩm bảo khí rất nhiều thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm bảo khí nhiều bảo bối như vậy hợp lại một chỗ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Phương Hàn, sau này ngươi còn phải thu thập thêm bảo bối, phi kiếm, để tất cả các thiên ma ở đây đều có bảo bối. Như vậy khi đối địch mới có thể phát huy ra uy lực không gì sánh kịp. Đáng tiếc là khi tiến vào linh lung phúc địa, ngươi giống như một tên nhà giàu mới nổi, tặng ra nhiều pháp bảo như vậy. Thật là đáng tiếc. Bằng không thì bây giờ uy lực của bát bộ phù đồ lại tăng thêm vài thành rồi. Luân chuyển thánh vương sau một lát chỉ huy các thiên ma thì lại xuất ra rất nhiều hắc thần đan, đánh cho chúng nát bấy, hóa thành nguyên khí rồi đổ xuống dưới để các thiên ma hấp thu. Rất nhiều thiên ma sau khi hấp thu thì tinh thần trở nên mạnh lên, sau khi thao luyện pháp bảo xong lại khoanh chân ngồi xuống thành kính cầu nguyện. Hắc thần đan cũng chỉ đủ để duy trì 360 vạn thiên ma trong một năm thôi. Qua một năm thì Phương Hàn phải nghĩ biện pháp khác để cung cấp nguyên khí cho các thiên ma này, bằng không thì các thiên ma sẽ chết đói hết. Đương nhiên, một năm sau thì tu vi Phương Hàn đã tăng tiến đến mức nào rồi? Nói không chừng đã đạt thành trường sinh bí cảnh rồi lại có thể tìm thêm được nhiều mảnh vụn của thế giới chi thụ. Bảo quang phóng thẳng lên trời, cắt phá bốn phương. Thiếu chút nữa là hoàng tuyền đồ cũng bị công phá. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hiện tại ta căn bản không thể áp chế được bát bộ phù đồ này. Uy lực của bát bộ phù đồ này thật là lớn. Có điều nếu không có nhật nguyệt tinh luân thì ta vẫn có thể chấn áp được nó. Diêm thấy sự biến hóa của bát bộ phù đồ thì trợn tròn mắt, há hốc mồm, móng vuốt vung vẩy liên tục hắn biết rõ hiện tại y lực của bát bộ phù đồ có thể tùy thời phá tan được cấm chế của hoàng tuyền đồ bay ra ngoài sau khi hoàn thành những việc này phương hàn cũng rút thần niệm ra khỏi hoàng tuyền đồ tất cả mọi người ở đây tự nhiên là không biết hắn đã làm những gì chỉ trông thấy hắn thu được ba đại vô thượng thần thông rồi đứng bất động ở trên lôi đài một lúc lâu toàn thân lập lòe quang hoa thì đều cho rằng hắn đang luyện hóa ba đại vô thượng thần thông nhưng không biết rằng giờ khắc này thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều đã hàng phục được thêm hai kiện trung phẩm đạo khí còn ngưng luyện cả bắt bộ phù đồ nữa hiện tại thực lực của phương hàn đã tăng lên gần cả trăm lần đa tạ linh lung tiên tôn ba đại vô thượng thần thông đã cho ta lợi ích không nhỏ có rất nhiều chỗ tốt cho con đường tu luyện sau này của ta ngày sau trên con đường tu luyện ta nhất định sẽ che chở cho đệ tử của linh lung phúc địa phương hàn chấp tay thành chữ thập nhìn về phía linh lung tiên tôn nói phương hàn hiện tại ta cho ngươi một cái lựa chọn chính là ngươi rời bỏ vũ hóa môn gia nhập linh lung phúc địa ta thế nào đột nhiên linh lung tiên tôn ở trên cao cao tại thượng lại cất tiếng nói vừa mở miệng là đã nói ra một chuyện kinh người khiến cho mọi người ở đây rôn rao cả lên phải biết rằng trước giờ linh lung phúc địa chưa bao giờ thu nam đệ tử bây giờ lại phá vỡ quy củ đó cái gì ta gia nhập linh lung phúc địa phương hàn chấn kinh không sai ngươi gia nhập linh lung phúc địa ta sẽ sắc phong ngươi làm phó trưởng giáo sau này khi ta tiến vào tiên giới ngươi sẽ chấp trưởng ngôi vị trưởng giáo linh lung phúc địa linh lung tiên tôn nói hơn nữa khi ngươi rời khỏi Vũ Hóa môn, ta sẽ nói với Phong Bạch Vũ một tiếng, sau này ngươi vẫn có thể quay trở lại Vũ Hóa môn. Linh Lung Tiên Tôn, Phương Hàn ta đã nhận được sự bao bọc của Vũ Hóa môn, lại không làm ra được bao nhiêu cống hiến cho môn phái, do đó ta không đành lòng rời đi được." Phương Hàn nói ra những lời này chẳng khác gì là một lời cự tuyệt thiện ý. "Phương Hàn, ta hỏi ngươi." Linh Lung Tiên Tôn lại nói tiếp, "Trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao?" Phương Hàn không biết tại sao Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên lại hỏi chuyện này, chỉ có thể trả lời thành thật, "Nhiều vô cùng." không đếm hết được. Linh lung tiên tôn lại hỏi, trong vũ trụ tinh không, có bao nhiêu tinh cầu? Nhiều vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng không đếm hết được. Phương Hàn đáp, nếu như ngươi gia nhập linh lung phúc điện thì chỗ tốt mà ngươi có được còn nhiều hơn cả số lượng các tinh cầu trong vũ trụ nữa. Thanh âm của linh lung tiên tôn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mang theo áp lực khổng lồ làm rung động tâm linh của Phương Hàn. Tâm linh của Phương Hàn lại như lúc bị đại nguyện vọng thuật đánh sâu vào, thiếu chút nữa là hô lên. Ta đáp ứng nhưng hắn vẫn luôn có chút kiên kỵ đối với linh lung tiên tôn không thể nào tin tưởng được mặc dù đối phương đã cứu hắn một mạng nhưng loại người như hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kỳ ai chỉ tin tưởng vào bản thân mình mà thôi chính tín niệm này đã khiến cho tâm linh hắn lại trở nên ngưng luyện chống đỡ được áp bách do linh lung tiên tôn tạo nên tất cả những chỗ tốt đó cũng như ảo như mộng chỉ có tự thân tu luyện mới là chân thực xin đa tạ hảo ý của linh lung tiên tôn ta sẽ không rời bỏ vũ hóa môn để gia nhập linh lung phúc địa Lời đáp của Phương Hàn tự như không nằm ngoài dự đoán của Linh Lung Tiên Tôn, hơn nữa nàng cũng không chút tức giận mà còn có phần cao hứng, người có trí thì không thể miễn cưỡng. Người không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tưởng chính mình, đó mới là chân thực, đây là bản sắc của người tu đạo, không quan tâm đến ngoại vật. Tốt lắm, ngươi lui đi. Thân hình Phương Hàn chớp động, hóa thành một đạo trường quang bay về chỗ ngồi của mình. Kế tiếp, Thọ Yến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, trong suốt thời gian đó, Linh Lung Tiên Tôn ăn bài rất nhiều tiết mục, rất nhiều đệ tử linh lung phúc địa không ngừng biểu diễn các loại đạo thuật, lại không ngừng bày ra đủ các loại kỳ chân dị quả, còn có quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon món ngon, đan dược thịnh hội. Trong ba ngày thọ yến này, Phương Hàn đã triệt để làm quen với pháp bảo, đạo thuật, kim đan, thân thể của mình. Vận dụng các loại thần thông, năng lực một cách tùy ý. Kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông đã tích lũy được nguyên khí cường đại, sắp thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Phương Hàn phát hiện ra một vấn đề, là nếu như bây giờ kim đan của hắn muốn thuế biến thành thiên địa pháp tướng thì phải tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí cho dù có thêm nguyên khí tiên giới mà thế giới tri thụ hấp thu thì cũng là như muối bỏ biển thôi kim đan quá cường đại xem ra sau này ta lại càng không những không thể luyện chế thêm đan dược nữa còn phải tìm thêm các loại đan dược pháp bảo để bổ sung nguyên khí vẫn tiếp tục nghèo ba ngày nay phương hàn tự kiểm tra tự xét lại thì phát hiện là bản thân lại hóa nghèo sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì nguyên khí tiên giới vẫn không thể cung cấp đủ cho hắn được những đan dược, pháp bảo còn sót lại đều để cho thiên ma ở trong bắc bộ phủ đồ để luân chuyển thánh vương thảo luyện thiên ma. Sau này Phương Hàn còn phải tìm kiếm pháp bảo các nơi về để phân phát cho các thiên ma nữa. Sau 3 ngày 3 đêm, tới thời khắc cuối cùng, Linh Lung Tiên Tôn lại giảng lại Linh Lung Đại La Kinh của mình, sau đó tuyên bố kết thúc thọ yến. Kính thưa các vị tân khách, thọ yến đến đây là chấm dứt, xin mời mọi người trở về tiên sơn của mình. Thu Tế Vũ đứng lên, phát ra tiếng nói mạnh mẽ truyền khắp Linh Lung Phúc Địa hào quang ở trên tu di kim sơ trở nên sáng chói dưới chân mỗi tân khách đều xuất hiện một đạo ánh sáng của tu di thần quang trăm ngàn vạn đạo ánh sáng đưa tất cả mọi người ra khỏi linh lung phúc địa kể cả phương hàn cũng vậy sau đó linh lung phúc địa triệt để biến mất biến mất vào hư không ảo ảnh trên biển cũng hoàn toàn biến mất đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé